Xin chào tất cả quý thầy cô, sau đây mình sẽ hướng dẫn các thầy cô cài đặt phần mềm Fastone Capture quay màn hình mà có hiệu ứng phóng to thu nhỏ những cái nội dung mà thầy cô muốn nhấn mạnh để nói đến học trò khi giảng bài trực tuyến. Đầu tiên chúng ta vào trong tập tin của phần mềm Fastone Capture mà chúng ta đã tải xuống. Thì sau khi chúng ta giải nén thì chúng ta sẽ được hai tập tin nhỏ, đó là FS Capture Setup 93.xl và tập tin thứ hai đó là key kích hoạt.txt. Bây giờ chúng ta mở trước cái key kích hoạt này. Thì ở đây chúng ta thấy gồm có 5 tài khoản để kích hoạt. Thầy cô chú ý là chúng ta sẽ sử dụng tài khoản đầu tiên để chúng ta kích hoạt. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt với file fs capture setup 93.xl. Sau khi chúng ta khởi động tập tin thì chúng ta tiến hành cài đặt vào trong máy và chúng ta nhấn finish. Khi chúng ta hoàn tất cài đặt thì ở màn hình sẽ hiện lên bạn thông báo là chỉ có 30 ngày dùng thử thôi. Thì chúng ta sẽ nhấn vào nút Enter Registration Code và chúng ta điền cái thông tin mà hồi nãy chúng ta đã mở sẵn bằng cách chúng ta copy sau đó chúng ta nhấn Register. Và ở bảng thông báo đã hiện lên cho chúng ta biết là chúng ta đã thành công khi đăng ký phần mềm. Và đây chính là thanh công cụ của Fastone Capture. Ở đây có rất là nhiều cái biểu tượng công cụ khác nhau, nhưng ở đây tôi chỉ muốn nhấn mạnh đến thầy cô về cái công cụ ghi màn hình có chức năng là thu phóng để thầy cô có thể đơn giản nhớ được cái hiệu năng của nó mà sử dụng. Ở đây chúng ta chỉ nhớ đến nút Screen Recorder ở đây thôi. Khi chúng ta muốn thực hiện thao tác thì chúng ta nhấn vào nút Screen Recorder thì sẽ có một cái bảng như thế này hiện lên. Ở đây thầy cô sẽ tích vào Full Screen, tức là toàn màn hình. Và sau đó chúng ta vào phần Edit để chúng ta vào phần option để chúng ta hiệu chỉnh. Thì trong phần option này, trong cái thẻ video chúng ta sẽ chọn thông số là 30 frame để cho đoạn phim chúng ta chạy mượt mà hơn. Quality best, chất lượng cho tốt nhất. Tất cả những cái thông số này chúng ta để nguyên. Ở đây cái phần chuột thì chúng ta để ở cỡ số 6 là tốt rồi. Phần audio thì chúng ta kiểm tra lại micro. Phần hotkey thì thầy cô nhớ là khi chúng ta thực hiện thao tác zoom thu vào một cái phần nào đó để nhấn mạnh với học sinh thì chúng ta nhấn F5. Và chúng ta sẽ nhấn nút Ctrl F10 để kết thúc. Hoặc chúng ta cũng có thể đổi lại là phím khác để chúng ta nhớ. Phần output chúng ta không đụng gì đến và phần notification chúng ta cũng không đụng gì đến. Vậy bây giờ chúng ta nhấn OK. Khi chúng ta tiến hành chuẩn bị ghi hình thì chúng ta sẽ nhấn vào nút ghi hình ở trên màn hình. Và lúc đó sẽ có một thông báo các thông số hiện trên màn hình cho các thầy cô để các thầy cô có thể xác định trước khi tiến hành. Ở đây nó có một phần, đó là phần Insert Title Clip ở dưới cùng. Có nghĩa là chúng ta sẽ đưa vào một cái tiêu đề giải thích cho cái clip mà chúng ta thực hiện với nội dung là gì. Thì chúng ta có thể click vào đây. Thì ở đây màn hình sẽ hiện ra màu xanh và chúng ta sẽ đánh nội dung vào đây. Thì ở trên màn hình thì cô có thể thấy là sẽ hiện lên
nội dung hiển thị mà thầy cô đánh. Và nếu như chúng ta không sử dụng thì chúng ta sẽ nhấn chuột vào bỏ cái dấu tích này đi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành quay thử màn hình để các thầy cô xem nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhấn nút Start. Khi nhấn nút Start thì có nghĩa là phần mềm đã bắt đầu tiến hành rồi. Bây giờ tôi sẽ rê chuột vào số 2 trên màn hình và tôi muốn phóng to cái số 2 này lên để cho học sinh chú ý, thì tôi sẽ nhấn phím F5. Khi tôi nhấn phím F5 thì trên màn hình thầy cô có thể thấy là có một cái khung xanh nó hiện ra, có nghĩa là nó đang zoom vô. Và tôi nhấn F5 thì nó lại biến mất. Sau đó tôi muốn zoom vào một cái đối tượng khác, ví dụ như là biểu tượng Google Meet, thì tôi rê chuột vào biểu tượng Google Meet và tôi nhấn F5, thì thầy cô có thể thấy một cái khung xanh đã hiện ra nữa và focus vào cái phần đó. Và tôi muốn thoát ra thì tôi nhấn F5 lần nữa. Và để kết thúc thì chúng ta nhấn phím tổ phím Ctrl F10. Thì sau khi chúng ta nhấn tổ hợp phím Ctrl F10 á, thì chúng ta sẽ thấy là dưới đây có biểu tượng là Screen Recorder ở dưới này nè. Thì nó sẽ hiện lên một cái bảng thông báo là có 3 nút Resume, Save và Discard. Cái này là tiếp tục ghi hình nữa, cái này là lưu và cái này là hủy cái đoạn clip đó. Thì chúng ta đây chúng ta nhấn Save thì nó xuất hiện ra một cái bảng. Và cái bảng này sẽ cho chúng ta biết là lưu ở chỗ nào. Ví dụ tôi lưu ở desktop. Tôi đặt là thử nghiệm. Và tôi nhấn Save. Sau khi tôi nhấn lưu thì nó tự động, nó chạy cái đoạn video đó. Chúng ta cùng quan sát trên màn hình. Đây, sau khi tôi rê chuột vào số 2 và nhấn F5 thì thầy cô quan sát. Đó, màn hình đã phóng to lên vào cái đối tượng số 2. Và tôi thoát ra, tôi không có phóng to nữa thì thầy cô quan sát nhé. Rồi, nó quay trở lại màn hình lớn. Sau đó con chuột, tôi tiếp tục, tôi di chuyển đến biểu tượng Google Meet nè. Hồi nãy thầy cô xem mà ha. Thì tôi lại nhấn F5 thì nó lại phóng to lên để nó chiếu vào cái vùng đối tượng mà tôi muốn nhấn mạnh. Và sau khi tôi thoát ra thì màn hình sẽ thu lại. Đó, đó là những cái gì mà chúng ta đã thực hiện. Và sau đây sẽ là cái thành quả của việc quay ở trên màn hình có zoom mà tôi đã sử dụng với PowerPoint. Xin mời thầy cô cùng theo dõi. Một điều lưu ý với các thầy cô khi sử dụng PowerPoint thì do phím F5 là phím hiệu ứng phóng to thu nhỏ. Nên là khi chúng ta bắt đầu trình chiếu ở trong PowerPoint thì chúng ta sẽ click chuột trên cái biểu tượng slideshow ở phía dưới. Chứ chúng ta không nhấn phím F5 vì nhấn phím F5 nó sẽ trùng với cái hiệu ứng của phần mềm. Chúng ta biết là phím F5 là phím hiệu ứng phóng to thu nhỏ, khi chúng ta sử dụng PowerPoint nó sẽ trùng với cái phím trình chiếu, do đó chúng ta chịu khó sử dụng chuột để nhấn nút trình chiếu ở dưới màn hình. Tôi đã giới thiệu với các thầy cô phần mềm Fast Font Capture và các tính năng phóng to, thu nhỏ đối tượng khi chúng ta dạy học trực tuyến. Hy vọng thầy cô có thể áp dụng vào bài dạy của mình thành công. Xin chào tất cả quý thầy cô.